Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến đúng không ạ? Người dân Việt Nam nào cũng biết và họ cũng rất là tò mò phố Hiến ngày nay ở Hưng Yên như thế nào. Chị có thể giới thiệu với khán giả của em được không ạ? Và họ còn truyền tai nhau rằng khi nghe thấy chung chùa vang lên thì các báu vật của người Nam như lạc ở sự Bắc đều trỗi dậy tìm về. Vì thế mà bọn vua quan Bắc Triều đã đóng giả làm các cao tăng tìm đến chùa hòng đánh cắp lấy quả chuông vàng. Và biết được dã tâm của chúng thì các nhà sư tại ngôi chùa đây đã tìm cách là đem giấu chuông vàng xuống một giếng nhỏ. Và dần dần những người giấu chuông đều viên tịch hết và không ai nhớ rằng quả chuông đã được giấu ở đâu. Và để ghi nhớ quả chuông đã từng ở ngôi chùa thì nhân dân đã tên chùa là Kim Trung Tự, tức là chùa chuông vàng. Đền Mẫu là nơi tôn thờ bà Dương Quý Phi, vợ vua Tống Đế Bính ở bên Trung Quốc sống ở thế kỷ thứ 13. Bà là người đã tuẫn tiết để giữ lòng trung thủy với vua và trung thành với Tổ quốc. Thì sau khi bà chết, xác của bà đã trôi dạt vào địa phận vùng phố Hiến. Nhân dân nơi đây đã vớt lên mai táng chu đáo và lập miếu thờ. Và điều đặc biệt là kể từ sau khi mà lập miếu xong thì những người làm ăn buôn bán hoặc là đi biển lui tới cầu đảo đều rất linh ứng. Thưa quý vị, nói đến đặc sản của Hưng Yên đó là nhãn lồng Hưng Yên. Và quý vị có thể bất ngờ bởi vì Duy đang đứng ở cây nhãn tổ, nơi mà cây nhãn này đã được nhân rộng ra khắp tỉnh Hưng Yên. Chị có thể chia sẻ tại sao tên là nhãn lồng Hưng Yên? Bởi vì nhãn lồng Hưng Yên xưa kia rất là quý hiếm, nhãn thường hay bị chim chóc hay là chuột rơi hay ăn. Thế nên là... Thưa quý vị, kinh thành Thăng Long Hà Nội nổi tiếng với 36 phố phường, thì phố Hiến Hưng Yên có hơn 20 phường thị nức tiếng với câu ca: thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Khu vực phố Hiến xưa nằm trên vùng đất thành phố Hưng Yên ngày nay. Phố Hiến đã từng là lỵ sở của trấn Sơn Nam, là một thương cảng nổi tiếng của Việt Nam với các hoạt động giao thương nhộn nhịp. Nhiều thương nhân nước ngoài đã tới phố Hiến kinh doanh, buôn bán và cư ngụ tại đây như Hà Lan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, vân vân. Cùng với hàng hóa, các thương nhân nước ngoài đã mang đến phố Hiến những nét văn hóa riêng đặc trưng cho từng vùng miền, từng quốc gia. Phố Hiến trở thành điểm hội tụ, giao thoa của các nền văn hóa với những giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2408 QĐ-TTG xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho khu di tích phố Hiến. Vậy ngày nay, phố Hiến Hưng Yên còn lại những gì? Mời quý vị cùng xem trong phần tiếp theo của video nhé. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới video để góp ý cho Duy những địa điểm di tích lịch sử quan trọng mà quý vị muốn xem. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố và tích vào biểu tượng chuông để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị sẽ không bỏ lỡ chúng. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, ngày nay, khu di tích quốc gia đặc biệt phố Hiến gồm 16 di tích tiêu biểu hợp thành, đó là Văn Miếu Xích Đằng, Đền Mây, Đền Kim Đằng, Đền Trần, Đền Mẫu, Đền Thiên Hậu, Võ Miếu, Chùa Phố, Đền Bà Chúa Kho, Chùa Chuông, Đình An Vũ, Đền Nam Hòa, Đền Cửu Thiên Huyền Nữ, Đình Chùa Hiến, Đông Đô Quảng Hội và Chùa Nễ Châu. Trong clip này, Duy xin chia sẻ 5 di tích đại diện tiêu biểu cho khu di tích quốc gia đặc biệt phố Hiến mà du khách không thể bỏ qua khi tới với Hưng Yên. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở Văn Miếu Xích Đằng, Hưng Yên. Và đồng hành cùng Duy hôm nay đó là chị Thuyên Minh. Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến đúng không ạ? Người dân Việt Nam nào cũng biết và họ cũng rất là tò mò phố Hiến ngày nay ở Hưng Yên như thế nào. Chị có thể giới thiệu với khán giả của em được không ạ? Hiện nay thì quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt phố Hiến bao gồm có 16 di tích. Và địa điểm đầu tiên là tôi giới thiệu anh với cả các bạn, đó chính là Văn Miếu Xích Đằng hay còn gọi là Văn Miếu Hưng Yên. Và đây cũng là một trong những văn miếu còn tồn tại cho đến ngày nay trên đất nước Việt Nam ta, như là anh với cả các bạn đã biết đến, như là Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội này, Văn Miếu Ngoại Điện Hải Dương này, Văn Miếu Bắc Ninh này, hay Văn Miếu Trấn Biên Đồng Nai. Và điều đặc biệt là Văn Miếu Hưng Yên đây là một trong hai văn miếu lâu đời nhất nước ta, chỉ đứng sau Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đi ạ. Dạ, và em thấy là trước khi vào có một cái cổng nó rất là quen, hình như nó là biểu tượng của Hưng Yên, đúng không ạ? Đây là nơi hội tụ tinh hoa, trí tuệ, đất và con người của tỉnh Hưng Yên, nơi tôn vinh nền học vấn, nơi thể hiện ý chí sức mạnh thôi thúc thế hệ trẻ trong tỉnh vượt khó khăn để đến với nghiệp học và thành danh trong con đường thi cử.
Đấy. Và đây chính là Tam Quan hay còn gọi là Văn Miếu Môn. Đây là hạng mục còn giữ lại nguyên vẹn nét kiến trúc cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18 đấy ạ. Thấy là cái cổng chính chắc là rất ít khi mở đúng không? Vâng, cổng chính xưa kia để dành cho các tầng lớp quan lại để đi. Thế còn hai bên cửa ngách xưa kia để các sĩ tử đi vào. Và qua Tam Quan này, bên trái này và bên phải chính là Lầu Khánh và Lầu Chuông. Đây, đây là hai cổ vật rất là quý giá của niên đại vào thời Nguyễn. Và nằm sát Lầu Chuông và Lầu Khánh là hai bên Tả Vu Hữu Vu. Xưa kia thì đây là nơi để kiệu và sửa sang mũ áo của các chức sắc mỗi khi vào dâng hương lễ Khổng Tử, thì nay thì được sử dụng làm nơi trưng bày, giới thiệu những hình ảnh cũng như những tài liệu hiện vật nói về nền giáo dục của Hưng Yên xưa và nay. Còn đây chính là khoảng sân rộng. Xưa kia thì các sĩ tử trong phủ, trong huyện của Trấn Sơn Nam thì hội tụ về đây để học tập và thi cử. Các sĩ tử xưa kia thì sẽ ngồi bốn ô của sân Văn Miếu đây. Đấy. Và giữa đường thập đạo đây thì là sẽ có một chiếc chòi tre và giám khảo sẽ ngồi trên chiếc chòi tre đó để quan sát các sĩ tử có gian lận ở trong thi cử hay không. Và xưa kia thì Văn Miếu Xích Đằng chính là trường thi hương của Trấn Sơn Nam. Dạ. Đúng rồi đấy ạ. Đấy. Rất quan trọng. Vâng. Tiếp theo thì đến khu thờ chính của Văn Miếu thì có kết cấu kiến trúc kiểu chữ tam gồm có 3 tòa là tiền tế, trung từ và hậu cung, được xây dựng theo phong cách kiến trúc cung đình Huế. Văn Miếu thì là nơi tôn thờ thầy giáo Chu Văn An này, Đức Thánh Khổng Tử và các bậc hiền triết của Nho gia. Đây, tiếp theo thì xin mời anh với cả các bạn vào tham quan bên trong khu thờ chính đây. Văn Miếu Xích Đằng thì được khởi dựng vào thời Hậu Lê và đến năm Minh Mạng thứ 20, tức năm 1839 thì được trùng tu lại với quy mô to lớn như hiện nay đấy ạ. Đây, tiếp theo là mời anh với các bạn vào trong đây tham quan. Gian giữa của tòa trung từ, đây là nơi đặt ban thờ thầy giáo Chu Văn An, là một người thầy giáo tài năng đức độ của triều nhà Trần. Ông sinh ra ở thành phố Hà Nội. Và hiện nay thì đền thờ và lăng mộ của ông thì được thờ tại núi Phượng Hoàng, xã Văn An, huyện Chí Linh của tỉnh Hải Dương. Thế còn cuộc đời và sự nghiệp của thầy thì được khắc ở bia Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Đấy. Nối tiếp với tòa trung từ, bên trong là hậu cung. Gian giữa của tòa hậu cung là nơi đặt ban thờ Đức Thánh Khổng Tử, là người nước Lỗ ở bên Trung Quốc và ông cũng là người sáng lập ra phái Nho gia, có thể dung hòa tất cả các mối quan hệ xã hội trên tinh thần nhân văn cao đẹp. Và ông cũng là người đầu tiên của nước Lỗ mở trường tư cho mọi hạng sĩ quân tử có nhân trí dũng ra làm quan để giúp nước. Ở Trung Quốc thì ngay sau khi Khổng Tử mất thì nhà vua cũng đã cho xây dựng Văn Miếu để thờ. Thế còn ở Việt Nam vào năm 1070 thì triều Lý thì cũng đã cho xây dựng Văn Miếu để thờ Đức Thánh Khổng Tử cùng các bậc hiền triết của Nho gia. Và hai bên ban thờ Đức Thánh Khổng Tử là ban thờ tứ phối, tức là bốn người học trò xuất sắc của Đức Thánh Khổng Tử, đó là Tử Tư, Mạnh Tử, Thăng Tử và Tăng Sâm. Tiếp theo thì xin giới thiệu với anh với cả các bạn là một hiện vật vô cùng quý giá của Văn Miếu còn lại cho đến ngày nay, chính là 9 tấm bia đá nằm dọc hai dãy gian hồi của Văn Miếu, ghi danh 161 vị đỗ đại khoa của Trấn Sơn Nam từ triều Trần cho đến triều Nguyễn, trong đó 138 vị là của tỉnh Hưng Yên và 23 vị là của tỉnh Thái Bình. Đấy, xưa kia Trấn Sơn Nam Thượng thì bao gồm các tỉnh là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, một phần thủ đô Hà Nội đấy. Trong đó thì từ tấm bia thứ nhất đến tấm bia thứ 8 được dựng vào năm Đổng Khánh thứ 3 1888, và riêng tấm bia thứ 9 ở bên phải phía trong cùng kia được dựng năm Mậu Đại thứ 18 1943. Và tổng thì 9 bia thì vinh danh là 8 trạng nguyên, 4 bảng nhãn và 6 tám hoa. Trong đó tiêu biểu như trạng nguyên Tống Chân của triều nhà Trần, trạng nguyên Nguyễn Kỳ của triều nhà Mạc, trạng nguyên Dương Phúc Tư của triều nhà Mạc, hay quận công Lê Như Hổ của triều nhà Mạc. Đấy. Và các địa phương của tỉnh Hưng Yên có nhiều người đỗ đạt nhất phải kể đến như là huyện Văn Giang với 51 người, tiêu biểu như là Nguyễn Duy Thiện, hay là huyện Ân Thi với 41 người, tiêu biểu như là Nguyễn Trung Ngạn, Đỗ Hoàng Giáp khi mới 16 tuổi là người trẻ nhất của tỉnh Hưng Yên. Và người khai khoa cho nền khoa bảng của tỉnh Hưng Yên chính là trạng nguyên Đỗ Thế Diên, người con của huyện Yên Mỹ. Và tại tỉnh Hưng Yên thì một số làng có từ 10 tiến sĩ trở lên, như là làng Thổ Hoàng ở huyện Ân Thi, làng Hoàng Cầu ở Văn Giang hay làng Lạc Đạo ở Văn Lâm đấy ạ. Vâng. Và ngày nay thì tỉnh Hưng Yên đã giao cho ngành văn hóa lập sổ vàng,
tại Văn Miếu để vinh danh những người con của quê hương đạt thành tích xuất sắc trong các học tập cũng như các hoạt động thi cử ở bên này, chính là cuốn sổ vàng bên này. Đây. Đây là cuốn sổ vàng vinh danh những người con của quê hương của tỉnh Hưng Yên đạt thành tích xuất sắc trong học tập cũng như các hoạt động thi cử ngày nay. Đây ạ. Và tại Văn Miếu Hưng Yên thì cứ đến độ mùng 4, mùng 5 Tết thì lại diễn ra các hoạt động mang đậm tính chất văn hóa như là hát ca trù, cho chữ đầu xuân, thu hút đông đảo bà con xa gần cũng như là các cháu học sinh tham gia. Văn Miếu Hưng Yên thì được khởi dựng trên nền của ngôi chùa cổ Nguyệt Đường và tương truyền rằng xưa kia chùa Nguyệt Đường là một ngôi chùa lớn có 36 nóc. Và hiện nay thì tại Văn Miếu Dịch Đằng thì vẫn còn vết tích của ngôi chùa cổ Nguyệt Đường, đó chính là hai ngôi tháp là Phương Trượng Tháp và Tịnh Mãn Tháp ở phía sau của Văn Miếu đấy. Vâng thưa quý vị, di tích thứ hai khi chúng ta đến du lịch Hưng Yên cũng như là tìm về cái tên phố Hiến xưa thì đó là chùa Chuông đúng không chị? Dạ vâng. Vị trí mà chị em mình đứng đây cách Văn Miếu xa không ạ? Dạ chùa Chuông thì đây thì được tọa lạc tại thôn Nhân Dục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Vâng, cách Văn Miếu như em thấy là khoảng 2 km. 2 km. Dạ vâng. Chùa Chuông ở đây cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất trong quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt phố Hiến, một trong những ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Hưng Yên. À. Tiếp theo thì mời anh với các bạn vào tham quan bên trong. À. Tại sao gọi là chùa Chuông? Tên chùa Chuông thì lại bắt nguồn từ truyền thuyết của một quả chuông vàng. À. Chuyện kể rằng là xưa kia thì có một trận đại hồng thủy và dòng nước hung dữ đã cuốn theo một chiếc bè gỗ và trên đó ngự một quả chuông vàng rất đẹp. Chiếc bè đã trôi qua nhiều nơi nhưng không dừng lại. Bỗng một ngày thì chiếc bè dạt vào địa phận thôn Nhân Dục đây. Các cao tăng cùng quan viên hưng lão trong làng rất phấn khởi. Họ cho rằng là trời Phật giúp đỡ nên đã ban cho quả chuông vàng. Nên tất cả đã bàn nhau góp công góp của để tu sửa lại ngôi chùa khang trang hơn và làm lễ rước chuông vào gác. Khi sư cụ thỉnh hồi chuông đầu tiên, tiếng chuông đó là âm thanh rất là trong sáng, bay xa ngàn dặm, làm sáng cả một vùng. Và dân tình khắp nơi nghe thấy đều vô cùng phấn khởi. Và họ còn truyền tai nhau rằng khi nghe thấy chuông chùa vang lên, thì các báu vật của người Nam như lạc ở sự Bắc đều trỗi dậy tìm về. Vì thế mà bọn vua quan Bắc Triều đã đóng giả làm các cao tăng tìm đến chùa hòng đánh cắp lấy quả chuông vàng. Và biết được dã tâm của chúng thì các nhà sư tại ngôi chùa đây đã tìm cách là đem giấu chuông vàng xuống một giếng nhỏ. Và dần dần những người giấu chuông đều viên tịch hết và không ai nhớ rằng quả chuông đã được giấu ở đâu. Và để ghi nhớ quả chuông đã từng ở ngôi chùa thì nhân dân đã tên chùa là Kim Trung Tự, tức là chùa Chuông Vàng. Chùa Chuông ở đây thì được khởi dựng từ rất sớm, sau đó đến thời Hậu Lê và thời Nguyễn thì được trùng tu lại với quy mô to lớn như hiện nay, bao gồm các hạng mục công trình đó là tam quan này, tiền đường, thượng điện, hai dãy hành lang, cuối cùng là nhà tổ và nhà mẫu. Và hạng mục công trình đầu tiên đó chính là tam quan. Đây hạng mục còn giữ lại nguyên vẹn nét kiến trúc là cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18. Tam quan được xây dựng theo lối kiến trúc là chồng riêng 3 tầng 12 mái, kết hợp giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây vừa cổ kính vừa thanh nhã. Và tam quan của chùa Chuông cũng là hạng mục công trình rất là tuyệt đẹp, còn lưu giữ được lại cho đến ngày nay. Và qua tam quan, anh và các bạn sẽ bước xuống là 5 nhịp cầu đá xanh. Đây là cây cầu đá cổ của niên đại vào thời Hậu Lê. Hiện nay thì tỉnh Hưng Yên còn lại một cây cầu đá cổ nữa, đó chính là cây cầu đá cổ tại Chùa Nôm ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm của tỉnh Hưng Yên. Cây cầu đá cổ này thì là có 5 nhịp, dài 10m và rộng 2,2m. Và con đường bắt đầu từ tam quan này qua cây cầu đá xanh, nối tiếp vào đến sân chùa thì đây là chính là con đường nhất chính đạo theo quan niệm của nhà Phật, con đường mà dẫn dắt con người vào cõi đạo Phật đấy ạ. Và tiếp theo là đến khu thờ chính của chùa Chuông có kết cấu kiến trúc kiểu nội công ngoại quốc liên hoàn hay còn gọi là tứ thủy quy đường đấy. Đây là một kiểu kiến trúc còn lại rất ít trong các ngôi chùa cổ của Việt Nam hiện nay. Tiếp theo thì mời anh với cả các bạn vào tham quan bên trong khu thờ chính đây. Hạng mục đầu tiên đây chính là nhà tiền. Đây là nơi nhà chùa đặt ban thờ hậu bên này và là nơi nhà chùa đón tiếp khách đến tham quan. Tiếp theo qua nhà tiền, đây chính là khoảng sân thiên tịnh. Vâng, và giữa khoảng sân thiên tịnh là có đặt một cây hương đá. Đây là một cổ vật rất quý giá còn lại của chùa Chuông cho đến ngày nay. Có niên đại vào năm Chính Hòa thứ 23, 1702. Cây hương đá này gồm có 4 mặt
và tất cả bốn mặt thì đều có khắc chữ Hán. Và nội dung của cây hương đá thì này thì nói về quá trình tôn tạo của chùa Chuông, cũng như ghi tên tuổi, quê quán của những người đã có công trùng tu tôn tạo chùa Chuông ở 10 phường của phố Hiến xưa. Và hai bên khoảng sân Thiên Tỉnh có bài trí phù điêu gỗ Thập Điện Diêm Vương hay còn gọi là Thập Điện Minh Vương, bao gồm có 10 vị Diêm Vương cai quản và phán xét con người ở cõi chết căn cứ vào công hay tội mà họ đã tạo ra khi còn sống. Và đây đều là pho điêu khắc cổ của xưa kia còn lưu giữ được lại cho đến ngày nay. Qua Thập Điện Diêm Vương, đây chính là động Thất Diệp. Động Thất Diệp được đắp bằng đất sét, mô tả quá trình đắc đạo của Đức Phật. Tiếp theo đây chính là Tòa Thượng Điện hay còn gọi là Tòa Tam Bảo. Đây là nơi nhà chùa bài trí ban thờ Phật. Tiếp theo là hai bên khu thờ chính của chùa Chuông, chính là hai dãy hành lang thì có bài trí các pho tượng. Đầu tiên là bộ tượng tứ chấn. Bộ tượng tứ chấn là gồm có bốn vị thiên tướng cai quản bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi dãy hành lang là hai vị. Tiếp theo là bát bộ kim cương. Đây là tám vị thiên tướng bảo hộ cho Phật pháp. Tiếp theo là đến thập bát La Hán, là gồm có 18 vị La Hán. Các pho tượng ở dãy hành lang đều là các pho tượng cổ có niên đại cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18 mà hiện nay còn lưu giữ lại được cho đến ngày nay. Và cuối dãy hành lang bên phải chính là ban thờ Đức Ông. Đây là Cấp Cô Độc, một vị trưởng giả vô cùng giàu có, thì ông đã ban toàn bộ tài sản của mình để cứu giúp những người dân nghèo. Vì thế mà Đức Phật đã giao cho nhiệm vụ là cai quản tất cả các ngôi chùa ở trên cõi nhân gian. Đây là ban thờ Đức Ông. Tiếp theo thì sang đây tôi sẽ giới thiệu với anh và các bạn một cổ vật rất quý giá của chùa Chuông còn lại cho đến ngày nay. Đây. Đây là tấm bia đá có niên đại vào năm Tân Mão, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 7, 1711. Đây là một cổ vật rất là quý giá, còn lại của quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Tấm bia đá này thì gồm có hai mặt. Mặt trước có nhan đề là Kim Trung Tự Thạch Bi Ký và mặt sau thì có tự đề là Nhân Dục Xã Cổ Tích Truyện. Và nội dung của tấm bia đá này thì nói về quá trình phát triển của thương cảng phố Hiến xưa. Và nếu như thời kỳ đó, tức là thế kỷ thứ 16-17, ở trên kinh thành Thăng Long có 36 phố phường, thì khi đó ở phố Hiến Hưng Yên đã có trên 22 phố phường. Và đúng như là câu ca mọi người thường nói là thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến ạ. Và ngoài ra thì mặt trước của tấm bia đá này thì có khắc một bài thơ có nội dung là ca ngợi cảnh đẹp của chùa Chuông, được các nhà Hán Nôm tạm dịch là Kim Trung Thành Tráng Lệ, nhà ngọc xua bụi trần, hổ ngồi trên núi gấm, rồng trầu dài sông ngân, đất thiêng sinh tuấn kiệt, vật báo trời phát phân, cảnh phúc dài vạn kiếp, công đức mãi nghìn xuân. Đây là nguyên bản là gì?
Vâng, nguyên bản. Được các nhà sử học đánh giá đây chính là cuốn sử bằng đá. Rất là quý giá. Vâng. Trông như mới. Vâng, nhưng mà đây là thực ra đây là tấm bia 1711. Đấy. Niên đại Vĩnh Thịnh, năm Tân Mão Vĩnh Thịnh thứ 7 1711. Đấy, tấm bia đá này rất là quý giá và căn cứ vào bia đá này với cả hai tấm bia đá ở hiện còn ở cụm di tích Đình Chủ Hiến ở dưới phường Hồng Châu nữa thì đã để lại cho người đời sau biết là quá trình phát triển của thương cảng Phố Hiến xưa nó phát triển như thế nào. Lúc đó là phát triển với tầm cỡ là một đô thị kinh tế. Đấy, với kết cấu bao gồm là một thương cảng, hai thương điếm, một tập hợp các khu phố của người nước ngoài và một khu chợ mang tính chất là thông thương liên vùng. Đấy. Thưa vị, cụm di tích thứ ba đó là đền Trần. Vâng, chị có thể giới thiệu về di tích hiện tại chúng mình. Đền Trần đây thì có tên tự là Trần Đại Vương Từ, nhưng nhân dân vẫn thường gọi tên là đền Trần. Đền tọa lạc tại đường Bãi Sậy, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Và vị trí này thì cách chùa Chuông 1 km. Đền Trần là nơi tôn thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một vị tướng quân sự tài ba lỗi lạc của triều nhà Trần. Ông đã có công lớn là 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược, như là lần thứ nhất năm 1258, lần thứ hai 1285, lần thứ ba 1288. Và đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba năm 1288, thì Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã nhận định rằng nơi đây, chính là tại vị trí nơi đây có vị trí chiến lược trọng yếu, tức là nằm ở khu vực ngã ba của ba con sông, đó là sông Hồng, sông Luộc và sông Chiêu Giang. Nên Trần Quốc Tuấn đã cho quân sĩ là dừng chân, đóng quân doanh, lập phòng tuyến để bảo vệ quê hương Tức Mặc, tức là quê hương của nhà Trần, đồng thời làm màn đạp để thực hiện chiến lược phản công giải phóng kinh thành Thăng Long. Và sau khi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mất thì để tưởng nhớ tới công lao của ông thì nhân dân Phố Hiến ở đây đã xây dựng ngôi đền Trần để thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Và đền Trần đây thì được khởi dựng vào thế kỷ thứ 13. Sau đó đến thời Nguyễn thì được trùng tu lại với quy mô to lớn như hiện nay, bao gồm các một công trình đó chính là nghi môn, tiền tế, trung từ và hậu cung. Và gian giữa của tòa trung từ là nơi đặt ban thờ công đồng, tức là thờ những người có công với xóm làng. Và hai bên ban thờ công đồng, tức là thờ quan giám sát và quan đương niên. Và phía sau ban thờ công đồng là tiếp theo là đến tòa trung từ. Ở giữa tòa trung từ là nơi đặt ban thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão, là một người con của làng Phù Ủng của huyện Ân Thi của tỉnh Hưng Yên. Và hai bên ban thờ của tướng quân Phạm Ngũ Lão là ban thờ tướng Giã Tượng và Yết Kiêu. Đây cũng là hai vị tướng tài cao mưu lược, có tài thuần phục voi và có tài bơi lội. Và tiếp theo tòa trung từ là bên trong là đến hậu cung, là nơi yên nghỉ của Đức Thánh Trần. Ngoài ra còn thờ ngai và tổ nghiệp của nhà họ Trần, thờ bốn người con trai của ông, đó là Trần Quốc Hiến, Trần Quốc Tản, Trần Quốc Nghiễng và Trần Quốc Uy. Đấy, ngoài ra còn thờ thân phụ, thân mẫu, thờ phu nhân, rồi hai cô con gái của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Lễ hội đền Trần thì được diễn ra vào hai kỳ, đó là ngày 8 tháng 3 âm lịch, tức là kỷ niệm ngày chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, và ngày 20 tháng 8 âm lịch là kỷ niệm ngày hóa của Đức Thánh Trần. Và nhân dân địa phương dù đi đâu cũng đều tâm niệm trong mình câu ca, đó là dù ai buôn xa bán xa, 20 tháng 8 dỗ cha thì về, dù ai buôn bán trăm nghề, 20 tháng 8 nhớ về dỗ cha. Và phía trước của đền Trần đây chính là Hồ Bán Nguyệt. Đấy là một khúc nhỏ của sông Nhị Hà bỏ lại khi đá đội dòng và có dáng cong hình trăng khuyết. Đấy, nhân dân gọi là Hồ Bán Nguyệt. Và Hồ Bán Nguyệt đây thì cũng được ví như là trái tim của tỉnh Hưng Yên, của thành phố Hưng Yên. Giống như là ở trên Hà Nội Hồ Hoàn Kiếm ấy, được ví như trái tim của thủ đô Hà Nội, thì là Hồ Bán Nguyệt ở đây cũng được ví như trái tim của thành phố Hưng Yên. Dạ. Và hiện nay thì tại đền Trần còn lưu giữ là một số cổ vật như là ba tấm bia đá thời Nguyễn này, với cả là một số đạo sắc phong triều Nguyễn ghi lại những cái công lao của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mà các triều đình đã ban sắc phong cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Thưa quý vị, ngay cạnh đền Trần là đền Mẫu. Đây cũng là một di tích rất là quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua khi về với
Phố Hiến, Hưng Yên. Đây chính là đền mẫu có tên tự là Hoa Giang Linh Từ, nhưng nhân dân vẫn thường gọi tên là đền mẫu. Đền tọa lạc tại đường Bãi Sậy, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Tiếp theo mời anh với các bạn vào đây. Đền mẫu là nơi tôn thờ bà Dương Quý Phi, vợ vua Tống Đế Bính ở bên Trung Quốc sống ở thế kỷ thứ 13. Bà là người đã tuẫn tiết để giữ lòng trung thủy với vua và trung thành với tổ quốc. Thì sau khi bà chết, xác của bà đã trôi dạt vào địa phận vùng phố Hiến. Nhân dân nơi đây đã vớt lên mai táng chu đáo và lập miếu thờ. Và điều đặc biệt là kể từ sau khi mà lập miếu xong thì những người làm ăn buôn bán hoặc là đi biển lui tới cầu đảo đều rất linh ứng. Nhờ vậy mà nhân dân có cuộc sống rất là sung túc ấm no. Và để ghi nhớ đến công lao của bà thì nhân dân phố Hiến đã tu sửa lại ngôi miếu thêm phần khang trang đẹp đẽ. Để ghi nhớ tới công lao của bà thì nhân dân đã xây dựng đền mẫu đây để thờ bà Dương Quý Phi ạ. Đền mẫu đây thì được khởi dựng vào thế kỷ thứ 13 và sau đó đến triều Nguyễn thì được trùng tu lại với quy mô to lớn như hiện nay, bao gồm một công trình đó là nghi môn này, đại bái, cung đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, hậu cung và hai bên là cung Quảng Hàm và phủ Đông. Và qua nghi môn vào đến sân đền, xin giới thiệu với anh và quý vị, đây chính là cây cổ thụ có tuổi thọ là trên 700 năm. Cây cổ thụ này là đã có tuổi là trên 700 năm. Cây cổ thụ này đã được giáo sư sử học Phan Huy Lê hay Trần Quốc Vượng đánh giá là một trong những cây cổ thụ cổ nhất của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cây cổ thụ này là sự kết hợp của ba thân cây, đó là cây xanh, cây đa, cây si, quấn quýt với nhau tạo thế chân kiềng vững chắc và bao trùm lên toàn bộ ngôi đền. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại rằng xưa kia tại vị trí của cây cổ thụ này chính là cây bàng cổ thụ, sau đó là chim chóc kéo về quần tụ, làm rơi vãi những hạt xanh đa si trên ngọn cây và lâu dần thì những hạt đó phát triển thành cây rồi buông rễ xuống bao trùm lên toàn bộ thân cây bàng, sau đó phát triển thành thế một thân ba gốc như ngày nay đấy ạ. Tiếp theo là khu thờ chính của đền mẫu. Đầu tiên chính là tòa đại bái, đây là hạng mục mới được nhân dân phục dựng lại thờ Phật nhằm phục vụ nhu cầu bái Phật của người dân. Tiếp theo là đến cung đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, hậu cung. Đặc biệt hiện nay thì tại đền mẫu thì còn lưu giữ một số là cổ vật rất quý giá, đó chính là bức châm của tiến sĩ Chu Mạnh Trinh được đặt tại cung đệ nhị. Bức châm của tiến sĩ Chu Mạnh Trinh được khắc vào năm Thành Thái thứ 8, 1896, ghi công lao của Thánh mẫu Dương Quý Phi. Như anh và các bạn đã biết là tiến sĩ Chu Mạnh Trinh là người con của làng Phú Thị, huyện Văn Giang của tỉnh Hưng Yên. Ông cũng là người thiết kế xây dựng ngôi đền Đa Hòa, là ngôi đền tình yêu ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên đấy ạ. Vâng. Ngôi đền đó là thờ Tiên Dung và Từ Đồng Tử. Tất cả các hạng mục công trình của đền Đa Hòa đều do tiến sĩ Chu Mạnh Trinh thiết kế xây dựng trên cơ sở hưng công của 8 làng thuộc tổng lễ sở xưa. Đấy. Ngoài ra thì còn hậu cung, tức là cung cấm là nơi yên nghỉ của Thánh mẫu Dương Quý Phi. Thì trong cung cấm thì còn lưu giữ một số hiện vật như là tượng thờ của Thánh mẫu Dương Quý Phi này, cùng hai người hầu Kim Thị, Liễu Thị, bộ long sàng, long kỷ. Đây đều là những cổ vật rất là quý giá của đền mẫu lưu giữ lại cho đến ngày nay. Ngoài ra đền mẫu còn lưu giữ là Long Phượng và Phụng Kiệu. Long Phượng và Phụng Kiệu đây đều cũng là những cổ vật có niên đại cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18. Ngoài ra thì tại đền mẫu còn lưu giữ một số đạo sắc phong có niên đại vào thời Nguyễn. Hiện tại mình đang đứng tại cụm di tích đình chùa Hiến được tọa lạc tại đường phố Hiến, phường Hồng Châu của thành phố Hưng Yên. Ở phía trước cụm di tích xin giới thiệu với anh và các bạn chính là cây nhãn tổ, nguồn gốc của nhãn lồng phố Hiến Hưng Yên. Cây nhãn này còn có tên là cây nhãn tiến vua.
Vì theo các cụ cao niên trong làng kể lại rằng là xưa kia mỗi khi đến vụ nhãn thì dân làng lại cử những chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú nhất để trèo lên cây hái những trái nhãn chín thơm ngon nhất để dâng Đức Phật, dâng thành hoàng làng và đem vào cung để tiến vua. Còn những trái nhãn còn lại thì được chia theo xuất đinh trong từng gia đình và mỗi xuất đinh chỉ được hưởng một trái nhãn. Như vậy có thể thấy rằng xưa kia nhãn lồng phố Hiến Hưng Yên là một đặc sản vô cùng quý hiếm. Và đặc sản đó là bắt nguồn từ chính cây nhãn tổ này đấy. Vâng ạ. Vâng. Chị có thể chia sẻ tại sao tên là nhãn lồng Hưng Yên? Bởi vì nhãn lồng Hưng Yên xưa kia rất là quý hiếm, nhãn thường hay bị chim chóc hay là chuột rơi hay ăn, thế nên là người dân đã đan thành những là chiếc lồng ấy để chụp vào những cái chùm nhãn đó, người ta hay gọi là nhãn lồng là như thế đấy ạ. Vâng. Rất là tiếc khi cây nhãn cổ là không còn, còn cây nhãn hiện tại như này là một nhánh nhỏ của cây nhãn tổ. Sau đó thì nhân dân đã chăm sóc và phát triển lên thành cây nhãn hậu duệ như là biểu tượng của nhãn lồng phố Hiến Hưng Yên. Nhưng mà vị trí thì vẫn vị trí là vẫn cũ như thế này. Vâng, đây là một nhánh nhỏ của cây nhãn tổ đấy. Và phía bên tay phải của cụm di tích chính là đình Hiến, là nơi thờ quan thái giám họ Du, là người sống sót duy nhất của triều đình nhà Tống. Ông đã có công là xây dựng đền mẫu để thờ Thánh Mẫu Dương Quý Phi và lập lên cái làng Hoa Dương này. Sau đó là ông đã ở tại vùng phố Hiến định cư, dạy nhân dân là cấy lúa, trồng khoai, trồng dâu nuôi tằm, làm ăn buôn bán. Và hiện nay thì phía sau đình Hiến vẫn còn ngôi mộ bằng đá là thờ quan thái giám họ Du. Còn bên phải đây chính là chùa Hiến, là nơi thờ Phật, thờ tổ, thờ mẫu, nơi con người hướng thiện đấy ạ. Ngoài ra thì tại cụm di tích còn lưu giữ hai tấm bia đá cổ. Đây ạ, tấm bia đá mái Long Đình và tấm bia đặt trên lưng rùa. Đây đều là hai tấm bia đá cổ ghi lại quá trình phát triển của thương cảng phố Hiến xưa đấy ạ. Vâng. Ngoài ra khi về với phố Hiến Hưng Yên, anh và các bạn có thể đến tham quan một số di tích trọng điểm như là đền Thiên Hậu, chùa phố, Đông Đô Quảng Hội, Thiên Hậu Cung hay đền Mây. Đền Kim Đằng, đấy là một số những di tích trọng điểm nằm trong quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt phố Hiến ạ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm di tích lịch sử quan trọng mà quý vị muốn xem. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố và tích vào biểu tượng chuông để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị sẽ không bỏ lỡ chúng. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.